Sơn Dũng mến chào quý cô chú chị, quý vị khán giả trong và ngoài nước thân mến. Dạ vâng, ngày hôm nay ngày 4 tây tháng 9 2024, Sơn Dũng rất vui mừng khi được đón một đoàn mạnh thường quân nhà hảo tâm đến từ Philadelphia. Dạ, đó là nhóm Hội Thánh Du Xe. Dạ, Hội Thánh Du Xe. Và cụ thể ở đây đại diện của nhóm đó đó là cô chú Mai Tài đến từ ở tiểu bang Philadelphia, quý vị. Vâng, hôm nay cô chú sẽ được Xuân Dũng cùng với thầy Phước Thức sẽ đến thăm những hoàn cảnh vô cùng khó khăn tại thị xã Quảng Trị để động viên, hỏi thăm cũng như trao những phần quà của Hội Thánh dành cho những hoàn cảnh đó. Và những hoàn cảnh đó là ai? Xin mời mọi người cùng theo dõi video sau đây sẽ rõ. Thì tôi đại diện một số anh chị anh em ở bên Hội Thánh Du Xe Thờ ở Philadelphia. Anh Quạt, anh Giang, anh Hùng, mấy anh một nhóm. Thì họ khi nghe tôi về thì cũng đóng góp cái tiền làm từ thiện giao cho tôi đi, tôi đại diện. Thì sẵn đây thì bên anh Xuân Dũng và em đây thì ở đây thì giới thiệu ra để mà đi nhìn tận những cái hoàn cảnh khó khăn tận mắt mình để mình chứng kiến những cái điều mà có mình rất là nhiều hoàn cảnh đau khổ. Thì của ít lòng nhiều, thực sự anh em ở bên đó họ cũng không đi sâu vào như vậy được, cho nên tôi xin đại diện ở đây có Xuân Dũng rồi có một tí quà gọi là thôi, đây là đầu tiên tại vì chưa bao giờ tôi làm điều này. Nhưng lần đầu tiên thì nhờ Xuân Dũng và chúng đây thì tôi cố gắng đến đây để mà tận mắt chứng kiến một cái hoàn cảnh thì ít nhiều chi đó thì đây là cái tấm lòng gửi tặng anh để mà cho hay thôi, chứ không là cái gì gào quá ngay, thay vì chị phải đi bảo anh bằng một lọc cái gì đó. Thì bây giờ anh Dũng đại diện Vâng, kính thưa quý vị thân mến, đây là hoàn cảnh đầu tiên mà Xuân Dũng đưa cô chú Mai Tài đại diện cho nhóm Hội Thánh Du Xe Thờ ở Philadelphia, Mỹ đến thăm. Thưa quý vị, đây là hoàn cảnh của chú Xuân. Chú Xuân trước đây là một nhiếp ảnh gia, nhưng không may chú bị tai biến và hiện tại bây giờ chú đang bị liệt và ngồi một chỗ như thế này gần 20 năm. Cuộc sống hàng ngày của chú phụ thuộc vào bàn tay của người vợ táo tần đi bán bánh lọc để về chăm chú, thuốc men cho chú cũng như người mẹ già 92 tuổi đang nằm phía sau đây quý vị. Và hôm nay được sự trợ duyên của chú Mai Tài cùng với các quý cô chú anh chị ở Philadelphia Hội Thánh Du Xe đó, thì Xuân Dũng cảm thấy rất là vui và ấm lòng. Hy vọng rằng một chút tình cảm của cô chú ở phương xa gửi gắm cho gia đình cũng là niềm động viên rất là to lớn để cho cô chú có thêm động lực, có thêm nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống. Và rất là mong cô chú hoan hỷ đón nhận nhé. Và thưa quý vị, hôm nay nhóm sẽ gửi đến cho gia đình của cô chú là 4 triệu đồng. Cho người chú 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 1, 2, 3, 4, 5, 4 triệu đồng, đúng ha? Chú có muốn chia sẻ điều gì không ạ? Thực ra mà nói là tôi rất xúc động và rất biết ơn. Dù các anh và chị ở xa nhưng mà cùng nhớ đến quê hương và nghĩ đến những người đang còn gặp khó khăn như gia đình tôi. Nói làm điều thì cũng nói được, nhưng mà trong tấm lòng thực mà nói thì xin được biết ơn các anh các chị nhiều, và xin gửi đến những người không có mặt ở đây cùng những lời chân thành nhất của gia đình tôi, xin rất biết ơn. Rất cảm ơn. Có thể cô chú vào đây cho cháu chụp chúng tấm hình ạ. Thank you.
Xuân Dũng xin mời mọi người cùng đến với hoàn cảnh thứ hai mà hôm nay Xuân Dũng cùng với thầy Phước Thức đưa cô chú Mai Tài là đại diện của nhóm Hội Thánh Giuse ở Philadelphia đến thăm và động viên trao quà cho những hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Trị, quý vị. Vâng, đây là chú Hoàng Đình Quyến. Chú bị bệnh thận và cuộc sống thì vô cùng khó khăn nhất trong những hoàn cảnh mà Xuân Dũng muốn giới thiệu đến với mọi người. Cụ thể, chú bị bệnh thận khá lâu và một tháng, một tuần là phải chạy thận 3 lần. Đó, hầu như là cứ ngày chạy ngày nghỉ. Và gia đình thì hoàn cảnh vô cùng khó khăn, như mọi người đang thấy căn nhà mà Xuân Dũng quay lên cho mọi người thấy. Cuộc sống quá khó khăn tại thời buổi bây giờ thì đáng lẽ người ta ngay miền Trung này này, nhà cao phải cửa rộng để phòng chống bão lụt, nhưng với cái chỗ đây nếu một cơn gió nhẹ thôi nó có thể làm sập đổ căn nhà bất cứ lúc nào. Và hoàn cảnh của chú như thế nào thì mọi người cũng nghe lắng nghe chú chia sẻ nhé. Chào chào chú. Chú có thể chia sẻ cho cháu rằng là chú bị bệnh thận này là bao lâu rồi? Bị thận này 2 năm rồi. Chú có thể nói to lên tí ha. Dạ, chú là bị 2 năm rồi. 2 năm rồi. Dạ. Chú điều trị như vậy thì tốn hết nhiều tiền chưa? Tốn một lần chạy 12 lần chạy là 10 triệu thì mình phải nộp bảo hiểm là 80%, còn 40% là phải nộp. 40% là nộp. Vâng. Dạ. Tức là nếu như là một tháng như vậy chạy 12 lần là chú đóng tầm khoảng độ 4 triệu. 4 triệu. Khoảng 4 triệu, 3 đến 4 triệu. Vâng. Dạ, là một tháng. Một tháng. Hàng ngày thì chú có thu nhập gì để sống ạ? Thì buôn bán vợ chứ túi thì không làm gì được cả, như chỉ có vợ thì lên buôn nhôm đồng trên chợ thôi. À, tức là vé chai hả? Vé chai. Vâng. Dạ. Rồi là ở mình đây là nhôm đồng nát á. Đồng nát ạ. Dạ. Rồi thì hàng ngày thì chú bệnh tật như vậy đó thì có được bà có hàng xóm địa phương giúp đỡ gì không? Cũng có giúp đỡ họ như bình thường, như mình bình thường như họ rồi thôi, chứ họ cũng có giúp đỡ gì đâu. Dạ. Tất nhiên là chính quyền thì có thể quan tâm nhưng mà mức độ nào đó thôi, chứ cũng rõ lắm. Thì nhà cửa thì nói chung cũng vất vả, thì nhận làm sống với xã hội là được rồi, chứ làm sao được. Dạ. Còn một cái bình thần ấy thì gọi như bình đi thì hắn lân. Dạ. Càng ngày càng nặng thêm. Đấy là căn bệnh mãn tính. Dạ. Mãn tính vâng. Lần được. Dạ. Chú Xuyên Thành hiện nay đồ mấy rồi chú Xuyên? Đồ chú Quyến. Đồ 5 rồi. Đồ 5 rồi. Vâng, chạy 3 lần, một tuần là 3 lần. Một tuần 3 lần là đồ 4 đến đồ 5 rồi. Đồ 4 rồi. Dạ. Đấy, quý vị đang thấy người đàn ông bệnh tật và đang nằm trong cái căn phòng này. Đó. Nhà cửa thì nó cũng rất là bồn bề và nó tạm bợ, được xây dựng cũng khá lâu rồi. Dạ, dạ, có mời chú Tài, chú có thể đứng đây và chú chia sẻ một chút xíu chút. Thì, dạ, chú đứng kế bên ấy, cho cháu nhìn này thôi. Được sự giới thiệu của Xuân Dũng và chú Chí Thức đó, thì lần đầu tiên mình về ở đây, nghe Xuân Dũng giới thiệu như vậy, thì có một số anh chị em trong cái hội Thánh Giuse thờ ở Philadelphia, anh Quát, anh Hùng, anh Giang, mấy anh em đóng góp lại ít nhiều để về chia sẻ những cái hoàn cảnh và giao cái số tiền này cho tôi. Thì tôi cũng về cùng nói với anh Dục để mình có một cái gì đó để mà giúp bà con, giúp những người bệnh tật nghèo hèn. Đó thì sẵn đây tôi cũng đến để tận mắt chứng kiến những cái hoàn cảnh sống của những người bà con như vậy. Đây là cái số tiền mà anh chị em đóng góp bên đó và gom lại để tôi đại diện về giúp được của ít, rất là ít, nhưng mà tấm lòng của họ nhiều thì tôi chỉ đại diện thôi, để đến gặp anh chị để chia sẻ những số tiền này đến với anh để anh vui lòng nhận. Không có nhiều lắm nhưng mà thực sự đã giúp cho anh được cái gì đó trong cuộc sống. Anh nhận cho tôi nha. Bộ châu rưỡi. Đây là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cái này là 20 tờ của 200 ngàn là 4 triệu. Quên, có thiếu 500 nè. Vậy thì anh Dũng phải đưa cho mình được 500.
đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Đó, 4.500.000 đó là cái tấm lòng của anh chị em ở bên kia họ góp lại để tôi đại diện thôi. Đó, thì anh cố gắng nhận và giúp ích gì cho anh trong cái bình hoàn hay cuộc sống mặc dù của nó nhiều. Và cảm ơn anh rất là nhiều nhé. Tôi cũng cảm ơn anh chị em ngoài cái mà chưa chỉ có cảm ơn và cảm ơn một lần đó chị Liên. Cảm ơn anh nhé, thì ta đi một vài bên nhà nữa. Dạ. Nên là xin bà chào nhé. Dạ. Cố gắng giữ gìn sức khỏe. Dạ. À thế là đi chờ à, chị đi đâu về? Dạ. À, đi mua nhôm nhựa. Rồi một ngày chị làm được bao nhiêu tiền nhôm nhựa? À, một ngày 100.000. À, anh chị em thấy một ngày 100.000 thì so với anh chị em mình ở bên Mỹ thì nó chỉ còn mấy? Chứ tầm 5 đồng. 4 đồng mấy? 4 đồng mấy? 4 đồng mấy cho một ngày vất vả. Anh về nắng lắm quá. Thì thôi được rồi chị. Không sao đâu. Chị thì đó thì chị nghe tôi nói ra đó thì một số anh chị em về thì tôi đại diện thôi. Dạ. Ở đây gặp đó thì đại diện về đây thì giới thiệu thì đây là lần đầu tiên. Nhưng mà thực sự có thể tương lai như thế nào đi nữa qua những cái lời phỏng vấn này thì tôi sẽ truyền đạt lại với một số anh chị em ở bên đó. Có thể họ có nhiều lòng hảo tâm nhưng mà họ không có cơ hội để đi như tôi. Dạ. Thì được rồi thì cái món quà nhỏ tôi mong anh chị nhận. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Em cảm ơn. Nóng quá, nóng quá. Nóng quá, em chỉ đi qua tôi nóng quá, nóng quá. Dạ vâng, hoàn cảnh thứ ba mà Xuân Dũng đưa chú cô chú Tài đến từ Philadelphia, Hoa Kỳ. Chú cô chú đại diện cho nhóm Hội Thánh Giuse ở đây đến thăm và trao hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn tại Quảng Trị. Và thưa quý vị, trước màn hình của quý vị đây, đó là cháu Hồ Trần Văn Huy, năm nay 14 tuổi. Cuộc sống của cháu khá khó khăn và khá buồn. Khi mà mới 5 tuổi thì cha mẹ đã ly hôn, cháu ở với bà nội từ hồi nhỏ và không may cháu bị tai nạn giao thông. Và trong một lần tai nạn đó thì cháu đã gặp rất là nhiều khó khăn trong quá trình điều trị vì bản thân gia đình không có tiền. Vì chính không có tiền cho nên là điều trị nó không được đến nơi đến chốn. Hiện tại bây giờ theo như Xuân Dũng được biết thì đã qua 10 lần phẫu thuật nhưng cháu vẫn chưa đi lại được. Và gia đình đang có ý định rằng là phải tháo khớp chân của cháu để không phải điều trị ở đó nữa vì không còn khả năng. Và cụ thể hoàn cảnh đây như thế nào, Xuân Dũng xin mời mọi người cùng lắng nghe lời chia sẻ của cô Hồng là phụ nữ của khu phố, chia sẻ hơn về các bạn, chia sẻ cụ thể rõ ràng hơn về hoàn cảnh này. Vì chính cô Hồng là người thường hay vận động các nhà hảo tâm mạnh thường quân để giúp đỡ cho cháu trong những lần đi viện. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Em xin giới thiệu, em tên là Nguyễn Thị Thu Hồng, là tổ trưởng của khu phố phụ nữ về phụ nữ khu phố này. Được cái hoàn cảnh của em, của cháu là Hồ Trần Văn Huy á. Nó to lên. Dạ, Hồ Trần Văn Huy là như thế này. Cháu đi học ban đêm. Năm đó là cháu mới vào lớp 6. Mới vào lớp 6 mới nhập học được vài ngày thôi. Thì cháu lại đi học về mà khuya. Thì xe mới là tông thì họ bắt cháu luôn, họ không chở cháu đi viện. Họ bỏ chạy. Họ bỏ chạy luôn. Yeah. Thành thử nên chi là sau đó mới là họ tự chở vô lại bệnh viện Triệu Hải. Thì giờ bệnh viện Triệu Hải nhận lên là biết là hỏi nó thì nó nói là bà nội nó nơi đây. Nên chi họ về kêu bà nội. Thì thực sự bà nội không có tiền. Lúc đó bà nội ở nhà cũng không có tiền. Cái này bà nội chạy qua nhà hàng xóm mượn 500. Yeah. Ở nhà kế bên kia là mượn được 500. Nhà nào họ nói họ không có tiền, họ cho mượn 500 thôi. Thì xuống nhập viện bệnh viện Triệu Hải. Cái là ngày mai lại họ bắt buộc là em chuyển đi bệnh viện vì cháu gãy chân quá nặng và bệnh viện không thể xử lý được, rồi chuyển đi bệnh viện tỉnh. Ra bệnh viện tỉnh á, thì cháu điều trị đó ngoài đó được khoảng là mười mấy 20 ngày gì đó. Thì là với cái bảo hiểm của học sinh mới mà nên chi là cũng được cái ưu đãi của học sinh, là nên chi là nhà cực nên chi là để bệnh viện tỉnh. Thì qua quá trình 20 ngày thì cái sự chăm sóc của bệnh viện thì là sức đề kháng của cháu không có, vì do gia đình là coi như cũng khó khăn, không có để hỗ trợ cho cháu trong tiếp sức để mình coi như là chống đỡ cái bệnh đó. Thì là cháu bị nhiễm trùng,
đã bị nhiễm trùng thì cái đó là được chuyển vào bệnh viện Trung ương Huế. Thì cháu vào đó thì coi như là đến từ năm đó là năm người cháu mới vào lớp 6, người cháu mới được lúc mới được 12 tuổi, mới vào 12 tuổi. Thì năm nay là cháu 14 tuổi, tức là cũng là tới tháng 9 đây là cháu được 3 năm. Là 3 năm rồi đó. Thì qua quá trình trong thời gian mới đầu á, hôm đó là tôi cũng thấy xót xa là vì biết hoàn cảnh của gia đình này rất chi là quá nghèo, quá khó đi rồi. Thì vì ở gần nhà nhau mà, thành thử nên chi là tôi từ đi xin tiền. Tối nay tối hôm đó là 8 giờ tối là tôi đi xin quanh xóm. Nhưng quanh xóm xong rồi là được 6 triệu 7. Thế là mình nghe vậy nên tiền thẳng lên trên kia xin tôi là không. Đấy mình là quen nhau thì họ biết tôi thì họ cho, còn lên tên đoàn được họ ngại lắm. Cũng dám xin đó thôi, họ suy nghĩ tào lao là cũng dám xin. Nhưng mà ai cũng thúc bách thì xin được là lúc đó được 14 triệu. Dạ 14 triệu. Thì lan tỏa qua đó thì có bên chỗ trung tâm y tế là họ cũng có xin thêm được cũng bao nhiêu tiền đó là hỗ trợ cho được là 20 mấy triệu đó, là mình chữa ở ngoài kia, sau chuyển vào trong kia. Thì là tôi cũng đi xin tiếp. Đi xin được là vận động các cơ quan đoàn thể. Thế đó là vận động cơ quan đoàn thể. Thì mỗi cơ quan cho vài trăm cho đoàn thể họ cũng có tiền. Vài trăm là được 1.6 triệu. Bên công an cho được 2 triệu. Công an họ cũng đi tìm camera nhưng mà không có vì nó cháu nó bị ngay ở cái chỗ không có cái điện camera nên tôi không biết để mà tìm cái người mà chủ gây tai nạn từ đó là cháu vào trong đó thì cứ đi về cứ đi vô trong đó là khoảng 1 tháng về cơ thể cũng bị lý do gì chạy qua thăm thì cho thấy cháu cứ chạy ngược ra cái này nói đi cho một nhiễm trùng đấy một lan đấy. Mẹ ngoài không có tiền, mẹ nói không có tiền nhưng mà ba vẫn mời bà y tá đến là coi như chăm sóc vệ sinh. Một ngày 50 thì cũng khó khăn cho ba vô cùng. Hoàn cảnh của ba là ba có số lương là được lúc nào chiều mấy thôi, ba cầm thẳng ở trên chỗ bưu điện. Giờ chưa là nghiện là ba đã chết là ba hết nợ thôi chứ ba mất cầm 7 triệu nhưng là vì bên là có một cái bảo hiểm gì đó. Thế ba là coi như chưa giống kiểu mọi người liều rồi. Thì mình ở hoàn cảnh bên thì biết là thôi chứ chúng giúp chi được thì giúp cho miệng xương, miệng thịt là lòng gà chứ đáng thôi. Chứ em cũng mất đồ thôi chứ con em cứ đi xin mãi rồi họ nói đi nhiều hoàn cảnh mà hoàn cảnh như quá lâu. Nên từ trưa hôm nay là tình hình của cháu là vừa rồi là đem vào trong đó là bác sĩ em ấy là làm lại cho đó cắt hết, nói chung bao nhiêu lần mà bị ham gì là nó đen xương họ phải cắt rồi họ đồn cái gì đó đồn xin bắn cái gì đó bột trắng những cái đó cao. Dạ thịt cao rồi cháu cũng bị về cũng cứ cho họ rêu gì mãi. Thế là mình chưa vào được nghĩa là bác sĩ đi nghe là xin cưa, xin thảo. Cái bác sĩ mới làm hết. Và bác sĩ phải bắt cho được 2 con vít. Bác sĩ phải bắt cho được 2 con vít. Thì nói thôi giờ chưa đi là về là tập đi. Được không? Lần như là lần cuối cùng. Thì không thể nào mà làm thêm được thì chính là hết. Đó là bác nói. Giờ chưa về cố gắng mà coi như là để mà cho được. Thì giờ chưa là chưa làm được cho chứ việc có được hay không? Trong tinh thần là em chỉ có xót xa như chứ cháu bị rồi thì đó là sự việc của cháu, số phần của cháu. Nhưng mà cái để mà tăng sức cho cháu đó, là mẹ không có việc nói thực là mẹ cũng làm được gì hết. Rồi thấy ba cũng đi giúp chỗ mà đó được chạy cho bạn thì được 100-200 thì đó thôi là về đi mua đồ ăn thôi. Nhưng mà để mà giúp cho cháu là không có nên từ nên hôm mà chứ em mình dàn đi xin là em cũng có một cái điều kiện để xin được hết. Nên từ nên chỉ là coi như là khi có nhà mình thân quân thì coi như em cũng là mong muốn là coi như là quý mình thân quân có thể giúp đỡ cho cháu là trong cái vấn đề là coi như tạo được cái sức khỏe đó. Nếu như cháu có bị tật như rửa thì cháu có sức khỏe để vượt qua những cái bệnh khác. Bây giờ chứ trong một ngôi nhà nhỏ mà cháu ở như thế thì cũng là cũng ế quá. Thế là không có ăn thì cũng nên nó mà vượt qua bệnh khác. Nên thế nên chỉ là em cũng mong muốn là giúp đỡ cho cháu được không chừng mà thôi, cho học hành là chịu rồi đó. Thì bây giờ qua cái trình bày của chị với cái bà nội thì tôi thì ở bên kia về qua sự hướng dẫn của ông Dũng và chủ kia đó thì nói chung lại đây lần đầu tiên thì khi tôi về thì trong cái nhóm anh em thuộc thành du xe thờ ở thành phố Philadelphia thì họ cùng người một chút đóng góp. Tại vì lần đầu tiên họ chưa biết cái hoàn cảnh, nhưng mà thực tế bây giờ tôi về đây để tôi coi tận mắt chứng kiến những cái hoàn cảnh như vậy thì anh em cũng có một chút
và gọi là tấm lòng. Thì họ cũng không biết cái hoàn cảnh như vậy, thì mình về đây, đây là lần đầu tiên để mình chứng kiến thấy những hoàn cảnh như vậy. Và từ những chỗ này mình có thể kêu gọi anh em về bên đó, kêu gọi anh em thêm, có thể nhiều người họ sẽ giúp đỡ thêm trong cái hoàn nhiều hoàn cảnh đó, thì của ít lòng nhiều. Lần này tôi đại diện cho nhóm anh em Du Xe Tờ, anh Quát, anh Hùng, anh Giang và một số anh em về đây gửi cho tôi một số tiền, đem về giao cho tôi hết tất cả những số tiền đó và ủy thác cho tôi để mà tôi làm từ thiện. Tôi làm cho tất cả những hoàn cảnh. Thì sẵn dịp có anh Dũng, tôi quen anh Dũng rất là lâu, thì anh giới thiệu cho tôi những hoàn cảnh như vậy. Thì tôi từ trong kia ra, nói chung là hoàn cảnh nóng quá, về đến chịu không nổi, quá nóng. Nhưng mà thực sự đấy là cái tấm lòng, chứ không phải là cái gì cả. Quá nhìn thấy hoàn cảnh đó thì rất là bức xúc, nhưng mà ngoài cái khả năng của mình. Nhưng mà đây là để mình kêu gọi, mình kêu gọi tất cả những anh em ở bên đó, có ai có lòng hảo tâm, có tấm lòng, thì mình sẵn sàng đứng ra để nhận những cái quà đó để chuyển về, hay như thế nào đó mình về mình làm những cái điều giúp ích cho mọi người. Nhất là hoàn cảnh của cháu Huy đây. Đó, thì bây giờ cái số tiền của anh em chia đều cho những người đó thì mình cũng tùy thuộc vào từng gia đình để mình biểu tặng họ. Đây là cái số tiền mà để tặng cho cháu. Cái số tiền chừng này thì tôi không biết chừng này. Dạ 4 triệu. Bao nhiêu triệu? Dạ 4 triệu. À, 4 triệu. 20 tờ ạ. Thì trao cho bà nội sao? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Là 4 triệu tiền Việt Nam ha. Dạ, 4 triệu. Trao cho bà nội. Đại diện là bà nội. Dạ. Nuôi cháu. Dạ. Thì bà nội nhận dạ, nhé. Đây là của ít lòng nhiều thôi nhé. Xin cảm ơn tất cả mấy cậu mấy chị ở đó với anh Trịnh đã chi. Thôi được rồi, không 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 được rồi, chưa là ai hiểu cho được hoàn cảnh của gia đình rồi. Chưa nói thật về các mấy người thì cũng có một cái số lương hướng tầng tháng chứ cũng cầm rồi, thì chưa tạo đấy, thì chưa nói ra đã, chưa tầng bước, thì chưa mê con sống thì cũng theo với đạo đặt ngay mỗi đó thì ngay, và khi mê mất rồi thì cũng là chiều thôi, chẳng biết mình lắm. Thì chưa hôm nay trả anh chị ở xa xôi để giúp đời cho mẹ thì chưa có, xin cảm ơn tấm lòng của mẹ. Anh chị bên đó là cảm ơn. Vậy thì sẵn đây thì mình cũng đại diện cho anh em bên đó thì để chứng kiến những cái hoàn cảnh như vậy. Mình về mình sẽ từ những cái video này mình sẽ trao đổi với một số anh chị em ở bên đó, họ có lòng hảo tâm nhưng họ chưa nhìn thấy đó, thì tôi sẽ cố gắng tôi làm những cái điều mà không phải cho mình nhưng mà cho mọi người đó. Đây là tình bạn ái, tình huynh đệ, tình người với nhau. Mình nhìn qua những cái hoàn cảnh như vậy thì mình phải nhìn lại mình. Đó là trời ban cho mình cái thân phận này, thì mình phải chia sẻ những cái thân phận của mình với những người mà như em Hồ, em Huy vậy. Thì đây là cái ước nguyện của anh em chúng tôi ở bên kia. Nhưng mà thực sự tôi là người đại diện thôi. Mình cũng cố gắng để làm những cái điều gì đó cho cái phúc hậu của mình. Mỗi người ai cũng có cái phúc hậu cả, nếu mà họ không biết làm thì họ không được phúc thôi. Nhưng mà mình cố gắng để mà làm những cái điều đó cho mọi người, cái tốt, cái điều tốt mà anh em muốn làm vậy thôi. Thì Dũng ha, cảm ơn Dũng rất nhiều, cảm ơn anh rất nhiều đã có điều kiện để cho mình nhìn thấy, để cho mình đó, thực hiện những cái như vậy. Chú cố gắng. Cảm ơn chị Sống mà giúp đỡ nhau như vậy là quá em tốt. Quá tốt. Qua đây em xin cảm ơn anh chị và các anh chị ở đây, và gửi lời cảm ơn các anh chị ở bên kia đã có tấm lòng như vậy. Thì coi như là rất có rất là nhiều hoàn cảnh bí đát lắm, nhiều lắm, và nhiều lắm cái này chứ xã hội là nhiều, nhưng mà cái hoàn cảnh ấy là giống như không biết bám víu vô mô đó. Nên thôi chứ có nhiều chỗ là bị điếc thì còn đỡ nha. Cho chú bắt tay cái cái coi, bắt tay cái cố gắng lên nha, cố lên, cuộc sống ngày mai mình vẫn còn nha con, cố lên nhá. Người nói chứ sao đi ăn đỡ thì nó cho đi học lớp tóc, người đi đây cho học lớp tóc.
tóc mà cái dân quen thì qua đi về là cũng được. Tôi đi nghe là dạ. Cái làm mà cái vô phố là quá mà xin cái quả mình mới làm. Dạ. Bây giờ cho trưởng bác là phải cho lành mà cho bác sĩ là nói lớn cuối cùng. Dạ. Bác làm hiệt sức cuối cùng đấy, lần cuối cùng nếu về không lành cũng thành công là dạ. Chiều. Vâng, một lần nữa Xuân Dũng xin chân thành cảm ơn đến quý vị khán giả nhà hảo tâm đã theo dõi trên kênh Xuân Dũng trợ lý Cha Tường. Chân thành cảm ơn đến cô chú Mai Tài ở Philadelphia cùng với các cô chú trong hội thánh du xe thờ ở Philadelphia rất là nhiều đã đồng hành cùng với Xuân Dũng. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn, chúc tất cả các nhà quý vị khán giả được nhiều yêu thương, nhiều sức khỏe và an lành. Cha Phêrô ơi, Cha đã về với Chúa. Linh hồn người mãi còn ở nơi đây. Cha ra đi con thương nhớ đong đậy. Đến bây giờ vẫn khắc khoải không nguôi. Trước lúc đi Cha dặn dò bao người. Với các thầy phải đoàn kết yêu thương. Luôn cho không ăn cây cỏ hạt giống. Không thù hận và cũng không sân si.